Xin kính chào quý anh chị và các bạn, mình là Lan Đoàn, trưởng phòng kinh doanh công ty Đất Xanh Việt Nam. Thì hiện tại mình đang đứng ở mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh, ngay trước mặt khu đất của trường đại học kinh tế. Ngay sau đây thì mình sẽ cho quý anh chị, cập nhật cho quý anh chị và các bạn cái tiến độ của trường đại học kinh tế. Thì trường đại học kinh tế thì nằm ở mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh, nó gồm rất là nhiều cụm phân khu. Đất của trường đại học kinh tế rất là rộng, đất của trường đại học kinh tế rất là rộng luôn ạ. Nó sẽ gồm nhiều cái phân khu chức năng, và cái tòa nhà chính của trường thì hiện tại là mình đã xây lên đến là tầng 9, tầng 10, tầng 10 rồi. Và theo như mình nhìn thấy như này thì là họ đã cất lóc và họ đang đi vào công tác hoàn thiện rồi. Phía bên này là mình lên đến tầng 5. Dạ. Thì theo cái thông tin mà mình được cập nhật đấy, thì trường đại học kinh tế sẽ phải hoàn tất trong năm 2019 và 2020 là họ sẽ tuyển sinh. Thì trường đại học kinh tế là một cái trường mà rất là lớn cũng như là uy tín và chất lượng, nên một khi mà trường đại học kinh tế đã về đây thì kéo theo rất là nhiều giảng viên, sinh viên cũng như là dân cư mang các cái dịch vụ về đây sẽ rất là phát triển. Và đại học kinh tế thì nằm kế bên cái khu đất đây ạ, cái cụm khu này, kế bên cái khu đất của 13E Inchesco, 13E Nguyễn Văn Linh, Bình Chánh. Phía bên này thì bên cạnh này qua một con sông thôi ạ, thì là nó sẽ đến có con rạch thôi, không phải con sông, con rạch. Nó sẽ đến thì ngoài mặt tiền á, mình cũng có hai trường. Một là trường Đại học Văn Hiến, đang xây cũng lên tầng 10 rồi, đã cất nóc rồi, bây giờ đang đi vào công tác hoàn thiện. Còn đằng sau là trường Đại học Mật Mã, thì Đại học Mật Mã, lát nữa mình sẽ cập nhật thông tin. Theo như mình cập nhật cách đây khoảng 1 tháng thì họ cũng đã hoàn tất cái công tác về san lấp mặt bằng ạ. Tại vì mặt bằng ở đây thì nó không giống như những cái khu vực khác, các anh chị cũng là mặt bằng ở đất của Bình Chánh này bản chất nó là đầm lầy, sình, cho nên là phải rất mất công bơm nhiều cát lên ở những cái nhà thấy là nguyên cái công tác mà san lấp mặt bằng này thôi và làm những cái tường rào là họ